Chào các bạn. Có một điều không thể phủ nhận rằng người Mỹ đang dần hạn chế các sản phẩm từ sữa động vật. Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu về sữa động vật, chủ yếu là sữa bò, đã giảm khi người tiêu dùng dần chuyển sang các đồ uống thuần chay như đậu nành, dừa và sữa hạnh nhân, hạt điều. Điều này đã khiến nhiều người băn khoăn, không biết việc chuyển từ sữa bò sang uống sữa hạt thì sẽ có những lợi ích gì, có tiết kiệm hơn không, có đáng để họ làm vậy không. Và dưới đây là một số lý do tại sao sữa hạt lại tốt hơn sữa bò. 1. Sự thật về ngành công nghiệp sữa. Bò cái sản xuất sữa để nuôi những chú bò con, vì vậy sữa bò thực chất là dành cho bò con thay vì để phục vụ nhu cầu của con người. Có một sự thật đau lòng rằng nhiều con bê đực bị làm thịt ngay sau khi sinh hoặc bị nhốt riêng và bị giết trước ngày sinh nhật đầu tiên. Bò mẹ khóc thét trong đau khổ khi bê con bị tách mẹ ngay khi vừa sinh. Những con bò sữa được biết đến là loại động vật hiền lành, thân thiện với con người. Tuy nhiên, chúng bị đối xử như thể chúng là một cái máy sản xuất sữa, vô tri, vô giác. Thậm chí, mỗi ngày chúng được tiêm đầy đủ vào người các loại thuốc kháng sinh hay hormone để sản xuất sữa nhiều hơn. 2. Sữa hạt bảo vệ môi trường tốt hơn là sữa bò. Bò ăn rất nhiều thức ăn để có sức khỏe sinh con và quan trọng hơn là sản xuất sữa. Và kết quả là chúng thải ra rất nhiều chất thải rắn không tốt cho môi trường. Động vật trong các trang trại, bao gồm cả những người trong ngành công nghiệp sữa, thải khoảng 1,65 tỷ tấn phân mỗi năm. Vì không có nhà máy xử lý nước thải động vật, một số chất thải đó được lưu trữ trong các đầm phá ven bờ biển, gây ô nhiễm nặng nề. Bò cũng sản xuất khoảng 150 tỷ gallon khí methan mỗi ngày, loại khí gây hại cho khí quyển gấp 25 đến 100 lần so với khí CO2. 3. Sản xuất sữa bò tốn rất nhiều nước sạch. Bạn có biết rằng có thể mất hơn 600 gallon, tương đương với 2.220 lít nước để sản xuất ra 1 gallon, tương đương với 3,7 lít sữa bò. Hơn nữa, cỏ linh lăng được trồng, đặc biệt để làm thức ăn chăn nuôi, đòi hỏi phải có thêm 1,6 nghìn tỷ gallon nước mỗi năm. Ước tính lên tới khoảng 55% nguồn cung cấp nước ngọt của một quốc gia dành cho việc chăn nuôi chế biến thực phẩm. 4. Sữa hạt không có lẫn các hormone động vật và dư lượng kháng sinh. Để kích thích bò cái sản xuất nhiều sữa hơn so với bình thường, con người đã sử dụng hormone tăng trưởng bò tái tổ hợp khiến những con bò cái có nguy cơ bị viêm vú. Ngay cả những con bò không tiêm hormone, trong sữa của chúng vẫn có lẫn các hormone như estrogen và progesterone. Sữa hạt thì không có lẫn hormone hay dư lượng kháng sinh, thay vào đó sữa hạt có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, có mùi thơm thanh nhẹ và có thể uống hàng ngày. 5. 65% người trưởng thành trên toàn thế giới không dung nạp lactose, đường sữa. Ước tính 90% người Mỹ gốc Á và 75% người Mỹ bản địa và người Mỹ gốc Phi mắc phải tình trạng không dung nạp lactose do thiếu enzyme quan trọng trong đường tiêu hóa để thu nhận các chất dinh dưỡng trong sữa bò. Khi uống sữa có thể gây đầy hơi, chuột rút, nôn mửa, đau đầu, phát ban và hen suyễn. Nhưng nó không chỉ xuất hiện ở người lớn, sữa bò còn là thực phẩm gây dị ứng ở một số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 6. Người trưởng thành không cần thiết phải uống sữa bò. Ngoài con người, không có loài nào uống sữa khi đã qua tuổi sơ sinh hoặc uống sữa của loài khác. Sữa bò phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bê con, chúng có 4 dạ dày và tăng hàng trăm cân chỉ trong vài tháng, đôi khi nặng hơn 1.000 kg trước khi chúng tròn 2 tuổi. Để giảm bớt áp lực cho ngành công nghiệp sữa bò, chúng ta có thể lựa chọn việc uống sữa hạt tươi nguyên chất mỗi ngày. Một số loại sữa hạt mà có thể thay thế hoàn toàn sữa bò như sữa hạt giàu chất béo, đạm như hạnh nhân, hạt điều, quả óc chó, các loại đậu, vân vân, và sữa hạt ngũ cốc như yến mạch, gạo lứt, khoai lang, ngô. Lợi ích của sữa hạt. Sữa hạt phù hợp cho mọi lứa tuổi, giới tính, từ trẻ em, các bà bầu cho đến các bà mẹ đang cho con bú,
đàn ông cũng như phụ nữ đến tuổi già. Bên cạnh lượng protein, chất xơ dễ tiêu hóa thì các loại hạt cũng chứa những chất béo không bão hòa có nhiều trong hạnh nhân, giúp làm giảm lượng cholesterol có hại cho cơ thể. Sữa hạt có các axit omega 3, 6, 9 với lượng chất bột đường cáp chỉ từ 15-45%, thấp hơn trong ngũ cốc, chất chống oxy hóa anisoxidan tốt cho da. Với trẻ em, sữa bò vẫn là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ, khó mà thay thế. Nếu trẻ thích uống sữa hạt hoặc bị dị ứng với sữa bò thì các mẹ có thể cho bé dùng sữa hạt, nhưng chú ý bổ sung các thực phẩm khác để đảm bảo dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của bé. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.